Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại An Điền của huyện Ba Tri. Trên đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng mấy con bò. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là ba con bò Angus. Hai con bò này là hai con bò siêu đỏ và một con bò siêu cọp bên kia. Ở đây thì con siêu đỏ này thì hiện trạng của nó là đang mang thai cô chú anh chị và các bạn. Hiện trạng của con này đang mang thai 6 tháng. Con này thì thuộc về cái dòng Angus tơ, hiện đang mang thai lứa đầu và mang thai được 6 tháng bò. Đó. Ăn uống thì khỏi chê ha, tình trạng ăn uống thì khỏi chê rồi, nó đang gặm cỏ kìa cô chú anh chị và các bạn. Con này thì theo em quan sát thì chân móng đi đứng của nó thì hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Ở đây thì sái tích của con bò thì nói chung là cũng nghiêm chỉnh, sái tích cũng nghiêm chỉnh ha, xe lưng nghiêm chỉnh nè, dậu yếm thì rúng thì đầy đủ nè, rúng thì đầy đủ nha. Con này thì màu đỏ đậm luôn á, Angus. Đây, con này tơ hiện đang mang thai lứa đầu được 6 tháng, bao chữa 6 tháng nha. Và bà con cô bác anh chị chúng ta có nhu cầu mua con bò này thì về trong vòng 3 ngày đầu tiên mình phải nhờ bác sĩ thú y thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ nha. Đó, bà con cô bác anh chị. Và kế bên ở đây cũng là một con bò Angus siêu đỏ nè. Con này hiện trạng cũng đang mang thai 6 tháng luôn. Con này tơ và cũng mang thai lứa đầu. Con này thì tình trạng về chân móng đi đứng thì hoàn thiện nè cô chú anh chị và các bạn. Thì em quan sát ha, còn sấy thì cái con này thì xe lưng nó nằm hơi nhích nhích lên đây một xíu. Con này cũng là thuộc về cái dòng Angus siêu đỏ, đang mang thai lứa đầu luôn nè cô chú anh chị và các bạn. Đó. Thì tình trạng là con bò này chân móng đi đứng thì hoàn thiện, xuống vú rồi, xuống dạ vú rồi. Con này chữa 6 tháng bao chữa ha. Và bà con cô bác anh chị cũng nên nhờ bác sĩ thú y thăm khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên để em kết thúc cái hợp đồng mua bán với cô chú anh chị và các bạn nếu như mà mình mua con bò này nha. Thì bò ở đây thì con này thì hiện đang mang thai 6 tháng và cái giá cả nó chút xíu nên sẽ cập nhật ngay và liền để cho bà con cô bác anh chị kèm theo cái thông tin về số đo ha. Ở đây con này thuộc về Angus siêu cọp, con này thì tơ, con này tầm khoảng từ 10 tháng bò. Con này thì nói về cái dạng khung xương thì nó cũng tầm trung. Con này rúng thì đầy đủ. Con này thuộc về cái dòng Angus siêu cọp, con này khoảng 10 tháng ha. Và bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua nó thì cứ liên hệ với em. Đây, tình trạng đi đứng chân móng hoàn thiện hết, khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của con bò rồi mới thanh toán tiền. Rồi, thì bây giờ em sẽ lại gần em báo giá để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem và cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em nè. Con này đang mang thai 6 tháng, con này có giá là 30. Ba phải không anh? 33 triệu của chú anh chị các bạn. Chốt giá 33 triệu bao chữa 6 tháng. Đó, tình trạng là phải nhờ bác sĩ thú y thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai không. Nếu mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ nha. Con này bao chữa 6 tháng, giá 33 triệu. Rồi, kế bên thì con này thì đang có mang thai, cũng mang thai được 6 tháng và tình trạng là bao chữa 6 tháng, phải nhờ bác sĩ thú y khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ khi nhận bò. Đó. Và con bò này xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác như quý anh chị. Con này chốt giá là 32 triệu. 32 triệu của chú anh chị và bạn, chân móng đi đứng đi hoàn thiện hết nha. Đó. Và kế bên là con bò Angus này. Con Angus siêu cọp này thì hiện đang có tháng tuổi là khoảng 10 tháng tuổi và con bò này đang có giá bán là 18 triệu. 18 triệu chốt giá nha. Cô chú anh chị và các bạn nào gần xa có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được con bò này. Và bây giờ em sẽ lại gần quay lại cận cảnh cho cô chú anh chị và các bạn xem về hình ảnh của những bò này một lần nữa để mình đưa ra quyết định coi có nên mua nó hay không. Nhận định có nên mua nó hay không ha. Angus siêu đỏ. Đấy, con này 33 triệu ha, bao chữa 6 tháng. Còn con này nó xuống giá vú nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó. Con này 32 triệu. Bao chữa cũng 6 tháng. Và con này có giá bán là 18 triệu. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần và cập nhật thông tin về chiều cao, số đo của những con bò này để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Cảm thấy thích muốn mua hay là vừa túi tiền với mình. Đó thì cứ liên hệ ngay và liền với em, số điện thoại 0383777696 là số điện thoại của em ha. Rồi, con này chiều cao tại phía sau khu là 1m2. Con này chiều cao tại phía sau khu là con này sẽ tầm khoảng 1m2 đây. Chiều cao tại phía sau khu là 1m25. Còn cuối cùng ở đây, chiều cao tại phía sau khu của nó là
1m27 của chú anh chị các bạn. Rồi thì em đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là hình ảnh và số đo cho bà con cô bác anh chị rồi. Rất mong là sớm nhận được cuộc gọi từ quý cô chú anh chị và các bạn để chốt những mò này. Và bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.